trong cái team này 7 con người, không có người nào cọc, không có người nào xấu tính cả, và cũng không có người nào hơn thua và sân si. Hơn thua và sân si. Sân si, sân si, sân si. A few moments later. Giang Ngọc không có bình thường. Nó cần một lý do để tồn tại tiếp, quý vị biết không? Tại vì con bé nó nằm ở đâu ở trên trong thế giới Marvel hay gì đó mà nó chưa có tìm được lý do xuống trái đất. Thấy ông Trấn Thành này với ông rất là ông mập. Ông mập. Mà ông chơi mà chơi hết hết ga luôn á, kiểu giống như là ông không có sợ đau. Chơi game á nó loài tính hết trơn à. Còn nói về chơi dơ á thì mà này là không dơ bằng BB Trần đó. Chiến lược mọi người, cái đó không phải gọi là chơi dơ. Cái cách chơi của BB thì được mọi người nhận xét là chơi dơ là do là mọi người chơi bạo lực không à. Mọi người đâu có chơi như BB đâu. Cái mọi người nghĩ là BB chơi dơ chứ thật ra là không có. BB chơi rất là đẹp luôn á mọi người. Mọi người ơi, chơi cái gì cũng phải có chiến lược chứ, chơi gì mà bạo lực như anh Trấn Thành, mọi người thấy không? Bây giờ chương trình còn một cái tên nữa, đó là Tiêu Diệt Trấn Thành. Tiêu Diệt Trấn Thành. Tiêu Diệt Trấn Thành. Là tại sao? Là tại vì anh Thành chơi quá bạo lực, quá mạnh tay với mọi người. Bởi vì thấy cuộc đời tôi luôn luôn bị những cái gắn ghép rất là tội nghiệp cho tôi. Tôi làm gì tôi sống chân thành quá mà. Cha mẹ là tôi là chân thành này để cho tôi thấy là tôi phải chân thành. Mà chân thành một cách sâu sắc, có dấu sắc nên là chân thành. Tôi không hiểu. Tôi đang muốn hỏi, tôi không hiểu. Ngọc đó không? Nhiều khi con gái mình tưởng là nó yếu, mình cũng nhường nó. Mà nó cũng là một biểu tượng của sự chơi dơ và sự phản bội. Ngọc mất mát nhiều nhất ở trong cái chương trình này đó, chắc có lẽ là cái tình cảm anh em mà đã dành cho nhau. Mình nghĩ là ở trong này chỉ có một mình Ngọc là một bông hoa hồng duy nhất thôi thì sẽ được yêu thương, sẽ được nhường nhịn. Nhưng không, mọi người có thể thấy đây ạ. Dạ, đây là những vết bầm rất là đậm mà không thể nào phai mờ đi được, là tại vì á Ngọc bị giật ra giống như là một thằng đàn ông như tất cả mọi người vậy đó, bị đè đầu, bị cửa cổ, bị bớt. Nếu mà mọi người coi, mọi người thấy là Trương hơi bị thua thiệt á, tại vì nói về khỏe mạnh thì mình cũng khỏe nhưng mà mình không thể nào khỏe bằng anh Trương Thế Vinh được. Trong cái chương trình này, sức khỏe và to con bự này kia không có ý nghĩa gì đâu, nó phải nằm ở cái độ lầy lội và dơ bẩn. Khi mà chơi gian xảo thì nó mới mong chiến thắng được em. Mà sở trường thì phát được trở lại phát nhanh về mảng chạy, tại vì phát thì không có đô con nhân Vinh cho nên là về sức lực thì không mạnh nhưng mà được chạy rất là nhanh. Nếu như mà có một người phát nghĩ là vừa chơi không giỏi lắm, nói cũng không nhiều lắm, chắc là phát. Mọi người thường là vì cái nét không hài lòng về nhau nhưng mà thật ra rất yêu thương nhau. Và bên cạnh đó mọi người đang nghĩ là chúng ta xây dựng cặp đôi, không có đâu mọi người. Đây là một cặp đôi thật. Mọi người hãy nhớ bật TV lên mà coi chương trình chúng tôi, các bạn sẽ thấy được những gương mặt phía sau ánh hậu quang như thế nào, những gương mặt mà đã bôi đi lớp make up, những gương mặt mọc hoàn toàn mọc và không hề có một tí phấn nào cả. 19 giờ quá trời luôn ha, phấn quá. Mười chín giờ 30 nha mọi người ơi. Mọi người hãy nhớ xem chúng tôi chạy đi chạy chi. Bật mí mọi người biết là Huy là một người hội đủ nhiều yếu tố, hội đủ ok nhiều yếu tố của chương trình, trí thông minh, sự nhanh nhẹn, cái lòng vị tha, có vị tha, có đó đúng không? Giúp đỡ anh em hàng xóm, hàng nhát nữa, đôi khi có một đôi khi dơ nữa. Nói chung đôi khi có một số cái tình tiết mà mình phải bắt buộc là mình phải quay lưng với đồng đội, nhưng mà rất là tiếc những cảnh đó là Huy rớt nước mắt. Những đoạn đó là Huy rớt nước mắt luôn á, tại vì lúc mà Huy Jun là bên những người bạn thân mà mỗi lần mà phải đấu với nhau á, tâm can không có cho phép. Không, em thấy anh cũng mạnh tay với mọi người lắm. Chứ anh không hề nhớ lại luôn á. Làm gì mà nó gây thua vậy ta? Cái lông mày. Mọi người biết học đây rồi. Ai phải lông mày mọi người. Đây là một cái cặp đôi mà gọi là hèn nhát nhất trong đội. Ủa Bi vậy sao vậy? Nói là nếu mà hèn nhát nhất, nếu mà BB mà hạng, nói hạng gì không dám hạng nhất hết. BB hả? BB là đẳng cấp dơ chứ thực ra đỡ đẳng cấp. BB là một trái bơm trong chương trình này, trái bơm nổ chậm. Một trái bơm mà bất ngờ. Mọi người thấy với mái tóc như thế này, tôi nghĩ là BB sẽ níu kéo được một lượng anti fan rất là lớn luôn á, tại vì người này chơi dơ mà chơi kỳ lắm, không đáng. Bạn bè mọi người chưa có quen cái kiểu chơi mà chiến lược như của em. Không hề chiến lược em ơi, đó là chơi dơ luôn hả? Dơ. Trong nhà nhớ phải sống nhà hai ba. Mọi người hãy cùng đón xem chương trình Chạy đi chạy chi vào ngày 6 tháng 4 vào lúc 19:30 trên kênh HTV7. Nói gì nữa vậy? Solo kinh. Mọi người nhớ đón xem chương trình Chạy đi chơi. Sao mày nói gì em vậy? Chi. Phải nói chung chứ. Nãy giờ quay riêng mà. Nãy giờ quay riêng mà. Cho mày nha. Bây giờ chia ra mỗi người câu đi. Thôi chạy đi chơi chi đi.